Các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube chính thức của công ty cổ phần Unidux. Thì đối với những ai chưa biết, công ty cổ phần Unidux là công ty chuyên sản xuất robot hỗ trợ con người, robot phục vụ và các phần mềm quản lý. Trên màn hình các bạn có thể thấy các dòng sản phẩm hiện có tại Unidux. Để biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể tham khảo qua đường link mình để bên dưới phần mô tả. Thì hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn cách sử dụng lệnh trong phần mềm CATIA, cụ thể là trong module Batch Design. Thì trong những video clip trước mình đã hướng dẫn qua các lệnh như là sketch, các lệnh trong batch bucket, các lệnh chỉnh hiệu chỉnh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn chia sẻ đến các bạn các nhóm lệnh tiếp theo sau đây. 1, 2, 3, ba nhóm lệnh này nha các bạn. Mình chuyển cái lệnh qua bên đây cho nó gọn. Rồi, nhóm lệnh đầu tiên này nha các bạn. Nhóm lệnh này dùng để di chuyển cũng như là thay đổi vị trí của khối solid. Thì đầu tiên là lệnh di chuyển, mình sẽ vẽ cục solid ra trước. Mình sẽ vẽ nhanh cho các bạn thuận tiện quan sát ha. Không có cần chen mất thời gian làm gì. Đây, mình tạo bát lên. Ok. Thì đầu tiên đó là lệnh di chuyển này, translate. Đây có một đầu tiên đó là option thứ nhất là tùy chọn cái trục và cái khoảng cách. Thì đây là mình chọn, ví dụ mình chọn trục x đi, cái khoảng cách của nó ở đây các bạn có thấy kéo đi được nè, mình cho nó lại tăng đi đó, nó sẽ di chuyển. Lựa chọn thứ hai đó chính là boy to boy đây nha các bạn. Boy to boy thì mình sẽ đầu tiên là phần có cái điểm, cái boy to boy đó, cái điểm đầu và điểm kết thúc, mình sẽ vẽ thêm một cái điểm. Đây, cho thêm một điểm ở đây đi. Rồi. Boy to boy. Đây, tùy chọn boy to boy. Đầu tiên là mình thì các bạn có thể tùy chọn, các bạn phải chọn hai điểm, điểm đầu và điểm cuối, điểm bắt đầu nè và điểm kết thúc. Thì ở đây mình chọn nhanh luôn, mình chọn ở góc này, góc của khối solid đó các bạn. Đây, bấm vào đây. Bấm này, Envoy, nó sẽ di chuyển. Đó. Ok. Các bạn có thể hiệu chỉnh nó đi. Nó sẽ đi từ cái điểm đó. Đó là lệnh di chuyển. Thì cái option còn lại á, nó không có gì gọi là quá xa lạ của bạn. Nó là tùy chọn cho hệ trục tọa độ các bạn. Đây. Đó, bạn muốn x bao nhiêu, y nhiêu. X10, Y20, Z30. Đó. Nó sẽ di chuyển theo cái điểm đó, theo cái điểm mà mình thiết lập ở đó. Trong nhóm này nó sẽ có lệnh đây. Đây là lệnh xoay theo trục nha các bạn. Bây giờ mình vẽ đi. Mình rồi theo trục y nha các bạn. Ok, đó. Đây thì các bạn có thể tạo trục riêng hoặc là chọn cái trục có sẵn trong đây. Anh shift là trục, mình chọn cái trục y. Đây các bạn thấy là mình nắm kéo đi nè, sẽ xoay theo trục y nha các bạn. Đấy, trong mẫu đó là lệnh thay theo trục. Thì các bạn có thể tùy chọn trục tùy ở tùy theo trường hợp rồi đó. Đây là lệnh symmetry. Đây giờ mình muốn đối xứng qua đây luôn ha.
đây. Đó. Đối xứng bằng mặt phẳng này, đối xứng bằng mặt mất cái bản góc nha các bạn. Đó, sẽ mất đi cho bản góc. Còn các bạn muốn giữ lại cái bản góc á thì các bạn chọn cái option này, đây là mirror. Mày chọn ở đây. Cái khối solid nó sẽ đối xứng và giữ lại bản góc. Đấy. Điều chỉnh lại. À, 20 thôi. Đó. Thì nó là cái nhóm lệnh di chuyển. Tiếp theo là lệnh lệnh cũng như là copy ra nhiều các bạn. Đây là lệnh thì tên tiếng Anh của nó nè, tên tiếng Anh của nó. Đây. Đây, bây giờ mình muốn copy ra đây là thêm 5 cái nữa đi. Chọn lệnh này. Chọn có khối solid nè. Khoảng cách, cái số lượng và cái khoảng cách thì đây, cái số lượng mình cho nó là 5, khoảng cách của mỗi khối mình cho nó là 50 đi. Theo trục nào mình chọn theo đây trục Y. Đó. Nó tính từ tâm của khối solid nha các bạn. Đấy. Thì cái trục mình chọn đây, mình muốn trục này. Đó, nó sẽ khoảng cách. Còn muốn các bạn copy hàng hàng đây rồi, hàng đây 5 mà đúng không? Các bạn muốn hàng qua 10 nữa, các bạn bấm bên đây option này. Second, trục thứ hai nó cũng vậy luôn. Số lượng mình cho 10 đi. 10. Đây cho khác đi. 10 50 đi chẳng hạn. Review. À, cái này mình chưa chọn trục. Cái phần này. Đây. Đó. Nó sẽ copy cho các bạn. Ok. Rất là đều nhau nha các bạn. Thì ngoài cái lệnh copy hàng ngang này, chúng ta có lệnh xoay ở đây, trong đây nó có option và xoay xoay theo trục. Bây giờ này, mình chọn bỏ đi. Mình sẽ xoay nha các bạn. Đây là cái lệnh mình nãy làm theo trục hàng thẳng nha các bạn, trục trục X hoặc là trục Y. Bây giờ mình sẽ xoay theo trục Z, mình sẽ như thế nào nha. Đây mình có option xoay. Đây đây là cái trục trục xoay, mình chọn Z. Nó sẽ các bạn. Đây có nhiều option, các bạn có thể chọn lựa cái này, chọn xoay rộng ra. Đó, bạn chọn bao nhiêu cái thì nó xoay góc cho các bạn. Đấy. Đấy. Xoay. Nó có cái mấy cái option này nó có hiệu nghiệm đối với tất cả các lệnh trong Solid nha các bạn. Máy mình hơi hơi lag. Đó là lệnh xoay. Rồi tiếp theo đó chính là option này. Thì cái option này là sử dụng là tùy chọn, tùy cơ ứng biến, như là khi mà các bạn chấm những vị trí mà ngẫu nhiên. Đây mình sẽ sử dụng bên đây luôn. Đây vị trí ngẫu nhiên là các điểm nha các bạn. Vị trí ngẫu nhiên mình cho nó là các điểm đi. Đây đi. Đó, các điểm ngẫu nhiên như thế này. Thì mình sẽ dùng lệnh đây, lệnh này. Các bạn bấm vào điểm đó, nó sẽ tự nhảy từ tâm ra nha các bạn. Review. Đó. Nó sẽ copy ra.
nó vẫn có tác dụng đối với các lệnh cắt hoặc là lệnh tạo lỗ nha các bạn. Thì cái lệnh này thường thường đa số dùng nhiều cho tạo lỗ á. Ví dụ đây mình sẽ thực hiện luôn cho các bạn xem nó thực hiện thao tác trên lỗ như thế nào. Đây mình sẽ tạo một cái lỗ, mình tạo ngẫu nhiên nha các bạn, kích thước 20 đi đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng các lệnh này cho cái riêng cái lỗ thôi nha, chứ mình không tính cái bát nha. Nãy giờ mà khi mà các bạn quạt cái này lên đó, thì nó sẽ có hiệu nghiệm tác dụng lên nguyên cái bát này luôn, nguyên cái cục slit này luôn. Còn đối với cái lỗ thì sao, thì bạn kích hoạt riêng cái lệnh lỗ này thôi, lệnh hole này thôi. Đây xoay mình chọn trục Z đó, các bạn phải kích hoạt lên riêng vậy nha. Đây Z đó, các bạn chọn riêng cái lỗ này thì nó mới có hiệu nghiệm. Còn như hồi nãy là mình chọn cái bát body á, nên nó sẽ có tác dụng là nguyên trên một cái bát này luôn. Ok đó. Thì đó là ba lệnh này. Tiếp theo là lệnh scale. Thì thông thường á, chúng ta sẽ thu nhỏ hay phóng lớn á, scale thì chúng ta dùng cái lệnh này hơn, nó sẽ chính xác hơn, bởi cái mình thu theo các chiều x, y, z luôn nha các bạn. Rồi mình sẽ thu nhỏ thử, sử dụng lệnh scale. Scale này á, mình nghĩ là mình không dùng quá nhiều. Không chấm năm đó, nó chỉ theo cái một cái phương nào đó thôi nha các bạn, theo phương này à, nó chỉ theo phương thôi nha các bạn. Đây thường thường mình nếu mà mình muốn thu nhỏ cái khối chi tiết đó lại á, thì mình sẽ thu nhỏ theo cách này. Mình sẽ không sử dụng lệnh này nha, mình sử dụng lệnh này. Đây bây giờ mình muốn scale nó thành 0.5 đúng không? Một phân nửa thôi. Lệnh này. Đó. Thì nó sẽ tương ứng với trục x, y, z luôn. Các bạn tùy chọn đây 0.5 1 phần 2 nha các bạn. Đấy. Nó sẽ được đều đều hết các phương luôn, còn cái loại hồi nãy thì không được. Nó chỉ thay đổi thêm một cái phương nào đó thôi, còn này mình có thể tùy chỉnh các phương luôn. Thì đây là nhóm lệnh này. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ đến các bạn nhóm lệnh tiếp theo. Đây thì đối với cái nhóm lệnh này như thế nào, thì khi mà chúng ta thiết kế á, chúng ta có thể xuất hiện rất là nhiều cái body này, rất là nhiều khối solid. Đây. Mình sẽ vẽ thử hai khối slip. Sẽ không cần trend nha, để tránh mất thời gian. Đây. Bây giờ mình sẽ chạy thêm một cái sketch nữa đi. Đây mình vẽ thêm một cái trục ở đây đi. Đây mình sẽ tạo bát.
Đây, áp dụng liền luôn lệnh mirror. Ở đây chúng ta sẽ có chữ y. Đó. Tiếp theo mình sẽ dùng một khối solid nữa để tạo cái trục tròn này. Đó. Thì khi mà chúng ta trong quá trình thực hiện thì chúng ta để tránh cái việc mà có quá nhiều cục solid như thế này, chúng ta sẽ gọt nó lại. Đây, chúng ta khi mà chúng ta thiết kế thì chúng ta khi mà thực hiện thì chúng ta không nên để cái viền này. Chúng ta không thể chỉ chọn được, tại vì nó đang hiểu như là có hai khối solid đang lồng lên nhau các bạn. Các bạn có thể hình dung được không? Hai khối solid nó lồng lên nhau. Thì ở màu đi. Đây. Thì hai khối này nó kiểu như nó đang đè lên nhau á, nên là chúng ta phải tránh việc này. Thì trong đây cho các lệnh này thì cái lệnh này nó không quá dùng nhiều đâu, các bạn quan tâm đến các lệnh sau đây thì là lệnh S. S này là sao thì nó đơn giản là S hai khối này thôi. Đây, đầu tiên á, các bạn phải kích hoạt cái khối mà khối chính lên trước, bắt body, các bạn mới S cái khối phụ. Khối phụ là khối body 2 nè, S khối phụ này vô. Ok. Đó. Bây giờ nó đã S hai khối lại với nhau thì chúng ta có thể chọn cái đường biên giữa nè. Đó. Nó đơn giản là S lại thôi. Tiếp theo. Đó. Tiếp theo trong cái S này nó sẽ có cái gọi là remove. Thì remove này các bạn có thể hiểu như là lấy cái bát này để cắt cái bát kia. Đây. Cái khối này lên. Mình sẽ lấy cái khối tròn này, cắt cái này. Cắt cái khối chữ y, nó sẽ tạo lỗ tròn này nha. Đây. Ok. Tạo hai lỗ tròn như thế này. Đó. Tiếp theo. Trong đây nó có cái lệnh gọi là cắt lấy phần chung. Khi mà hai khối này nó có dao ngay đây nè các bạn. Đây, nó có dao ngay đây nè. Thì hả, dùng lệnh đó chúng ta sẽ lấy được cái phần giữa đó. Đây. Đó, nó sẽ tạo cái phần giữa, phần giao nhau giữa hai khối solid. Rồi, còn trong trường hợp các bạn muốn dùng bát này cắt bát kia nhưng mà giữ lại một số mặt phẳng hoặc là cụm chi tiết đó thì các bạn làm như thế nào? Đó, chúng ta dùng lệnh Union Trim này nha. Đây, ví dụ bây giờ mình muốn là lồng cái khối xanh lá này chứ mà xanh dương này cùng lòng với nhau, nhưng mà mình bỏ cái ở giữa, bỏ cái ở giữa còn chừa hai lỗ tròn bên này. Đây thì mình sẽ làm như sau. Union Trim này, đầu tiên chúng ta sẽ lít cái khối này thì cơ bản khúc là này, khúc mà các bạn ok thì nó giống như S thôi, nó dư cái lệnh S lại với nhau, nó không khác gì. Nhưng mà khi mà các bạn muốn bỏ mặt giữa chúng ta có thể tự chọn sao. Đây, Fade to Remove là bề mặt bỏ. Đây các bạn bấm vô cái mặt giữa này nè. Đó. Đây, Fade to Remove đây, bấm vô đây. Đó, các bạn thấy không? Nè, Fade to Remove. Ok. Nó sẽ bỏ cái mặt giữa chờ hai bên lại. Đấy. Còn trong trường hợp đây, còn ngoài cái nữa. Đây các bạn muốn hiệu chỉnh lại thì bạn nút chưa thôi. Trong đây option này các bạn chọn Remove đi. Đâu? Thay vì các bạn chọn mặt bỏ đúng không? Bây giờ có một số trường hợp các bạn phải cần cái mặt giữ lại. Các bạn không quan tâm là mặt bỏ đi, các bạn chỉ quan tâm mặt giữ lại. Bây giờ mình muốn giữ lại này thôi thì mình dùng lệnh gì? Đó, đây là face to keep bề mặt cần giữ. Chọn đây. Ok, thì nó sẽ hết cái bề mặt kia, nó sẽ giữ cái bề mặt này thôi. Đó. Thì đó là cái nhóm lệnh này. Thì mấy lệnh này nó rất là không có dùng, mình không có dùng tới nên mình không có chia sẻ. Rồi. Thì đây là nhóm lệnh đó. Tiếp theo, đối với nhóm lệnh này thì cái nhóm lệnh này khi mà các bạn thực hiện survey á thì vào những video clip sau đi mình sẽ hướng dẫn thêm cái survey đó, thì các lệnh nó sẽ bổ thêm cho cái phần solid này.
ví dụ như lệnh cắt, lệnh thiết space rồi nè. Thì đây mình sẽ thực hiện mẫu luôn, thử cho các bạn coi luôn. Đây, bỏ máy này đi, máy này ra đi, mình khóa mình xóa nó thôi. Rồi bây giờ trong mình sẽ chuyển sang môi trường space nha các bạn. Môi trường space thường dùng á thì là môi trường, đây để mình kiếm đây à, không, môi trường này vẫn được nè nha các bạn. Khoan để mình kiếm cái môi trường này đây, đây môi trường space. Đây là các câu lệnh đơn giản nhất, thì những trong những video clip sau mình sẽ hướng dẫn sâu thêm. Ở đây mình chỉ làm mẫu thôi, làm mẫu để cho các bạn hiểu cái lỗi nhóm lệnh kia, nhóm lệnh bên kia bên web design, còn này là module của space bề mặt rồi. Đây mình sẽ thử ở đây mình sẽ vẽ đây là extrude thôi, nó thành mặt theo phương nha các bạn. Đây đó, chọn cục, cái này là chọn cục cho nó nè, theo hướng đó các bạn. Chọn mirror đi. Bây giờ để cụ thể mình trong những video clip sau mình sẽ nói cụ thể về cái space này. Ok rồi, chỉ là môi trường body size. Đây đây là các lệnh bổ trợ thêm. Đây như ví dụ trong khối solid này mình có cái sapphire này, thì đối với lệnh này là lệnh gì, lệnh này là blitz split, thì các bạn nghe đọc tên thì cũng biết là nó cắt á. Đây bây giờ mình sẽ có chữ y làm cái sapphire này mình cắt bỏ nha. Đây mình chọn lệnh này, chọn cái sapphire thì nó sẽ chọn chiều mũi tên, cái mũi tên chiều hướng kêu chọn phần nào thì cái phần đó sẽ là phần giữ lại, còn phần đối ngược lại sẽ là phần bỏ đi nha các bạn. Đây ok, nó sẽ bỏ đi phần này, lấy phần dưới. Các bạn chọn mũi tên ngược lại, nó sẽ lấy phần trên bỏ phần dưới. Đó là lệnh split. Tiếp theo là lệnh thick space, thì đây là lệnh dùng để tăng dày nhé các bạn. Đây khi mà chi tiết này, khi mà cái space á, các bạn hiểu là nó không có độ dày nha, nó chỉ là một cái mặt space đơn giản thôi, nó không có độ dày gì hết. Bây giờ mình sẽ tăng dày cho nó. Đây bấm vô mặt này, cái chiều này là chiều tăng nha các bạn. Mấy bạn muốn tăng lên hay tăng xuống theo chiều á. Đây mình muốn cái gì, 5 ly đi. Đó. Cross split không như thế này. Đó là lệnh tăng dày, còn lệnh này là close space, là đổ đặt cái khối space mà mình đã tạo á. Thì đây để đơn giản nhất luôn, mình sẽ thử vẽ cho các bạn xem. Thì cái bộ ở bên space nhiều nên là mình sẽ sử dụng một số lệnh bên space. Thì để cụ thể trong những clip sau mình sẽ nói cụ thể hơn. Đó thì dùng cái giống như lệnh hồi nãy các bạn, lệnh extrude á. Đây lệnh này thì đây là cái space thôi, space rỗng. Bây giờ mình muốn gọi nôm na là đổ đặc các bạn, tạo thành cái khối khối đặc, thì chúng ta sẽ dùng lệnh bên body size. Đây chúng ta sẽ dùng lệnh này, close space. Đầu tiên chúng ta sẽ kết quả có này nè. Đó. Đó mình sẽ bấm vô này. Ok. Đó nó sẽ đổ đặt, nó sẽ tạo khối solid các bạn. Đó thì đây là lệnh low space. Cái lệnh cell space này có thể gọi nôm na đó là lệnh vá, lệnh vá. Thì để mình thực hiện luôn cho các bạn dễ hình dung nhất có thể.
lạnh nó có dùng lắm các bạn. Hầu như là trong quá trình mình sử dụng CTA này mình rất ít là dùng lạnh đó. Bây giờ mình có cái khối solid kích hoạt thêm khối lên. Đây mình tạo bát nó nha, 50 euro. Ok thì đây có khối solid, đây cái sapphire ấy ngon quá hả. Có thể nắm kéo điều chỉnh split này nha các bạn. Đây, đây có sapphire như thế này. Thì cái loại này nó là để làm gì thì nó sẽ cắt bỏ cái phần trên sapphire này nha các bạn. Cắt bỏ cái phần trên này và nó sẽ nối các đường solid này lên với trùng với chạm với cái mặt phẳng sapphire này. Phần này nha. Đó, nhưng mà giới hạn vẫn là giới hạn của nằm trong cái khối mặt tiếp tuyến này nè. Nó vẫn nói giới hạn trong cái phạm vi khối solid này. Nó chỉ tạo lên đây tới mặt này, ở phần trên đây thôi. Đây, đầu tiên các bạn bấm lên sapphire này. Rồi, trong đây các bạn bấm này. Mũi tên các bạn để ý, lưu ý mũi tên nha. Đó. Ok, đó. Nó sẽ như thế này. Thì đó là các lệnh Sway Bass hỗ trợ bên Sway. Thì các lệnh này đa số là hầu như là hỗ trợ bên Sway. Khi mình vẽ các bề mặt mình tạo khối rồi thì cái Sway này sẽ hỗ trợ thêm. Thì mình hình như là gần như là hết lệnh bên Bass Design rồi đó các bạn. Để mình coi còn lệnh nào nữa không nha. Thì mình đã hướng dẫn lệnh này xong rồi. Này rồi. Đây mình hướng dẫn luôn cái lệnh này đi cho xong cái phần bass design nha các bạn. Mấy cái lệnh này không có dùng tới đâu nên là mình không có chia sẻ nhiều. Thì đầu tiên đây là lệnh gì? Đây là lệnh tạo điểm. Đây. Đơn giản thôi các bạn. Đó. Đầu tiên chọn mặt phẳng thì nó phải nằm trong mặt phẳng gì đó đây, cái vị trí của tọa độ của nó đây. Đó, các bạn có thể chọn. À, là cái kích hoạt lên chứ. So. Điểm này mình tạo rồi nằm trong đây nè. Hồi nãy mình ẩn á nên là tạo xong nó ẩn luôn. Đây tạo điểm, bấm vào phần này đó, tạo điểm bấm phần này. Đây là các lệnh tạo điểm nhanh đó cho các bạn. Nó không khác gì khi mà mình bấm vô sketch này rồi mình control tạo đỏ đó, nó không khác gì. Nhưng mà cái lệnh này nó nhanh hơn. Rồi coi tiếp theo là đường lệnh line, lệnh line này. Thì cái line này có thể gọi nôm na là để đường thẳng cho mà 3D nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử. Đây kéo về luôn đi. Đó, mình sẽ nói hai điểm này là bằng lệnh line. Đây, chấm đường đầu tiên. Chấm điểm bên đây. Đó, chúng ta sẽ có một cái là đường line 3D. Hoặc là đây có rất nhiều option. Đây có thể chọn điểm và cái chiều phương của nó. Đây mình đây đây boy, chọn boy ở đây. Cái phương, chọn phương y đi, nó sẽ tạo ra. Đó. Bạn này nắm kéo đây kích thước của nó đây. Ok. Giờ thường dùng sẽ là lệnh đó. Nên tạo lệnh mặt phẳng. Đây, tem. Các bạn muốn tạo mặt phẳng lên. Đó.
50. Thì đó là lệnh mật khẩu này đơn giản thôi các bạn. Lên. Thì lệnh này trước giờ mình không có sử dụng nên mình cũng không có am hiểu nhiều gì về nó. Có lệnh này thì mình biết lệnh nào thì mình chia sẻ đến các bạn thôi, chứ mình không phải là chuyên về bên phần giảng dạy, thì mình chỉ làm những video clip chia sẻ đến các bạn thôi. Chia sẻ thì mình đã điểm sơ qua một số, gọi là gần như là toàn bộ. Thì các lệnh đối với các lệnh không dùng mình không nói, thì đây là lệnh mình dùng nhiều nhất trong phần module Body Design. Thì trong những video clip theo mình sẽ áp dụng các lệnh Body Design này để vẽ một số chi tiết. Các bạn nhớ theo dõi theo. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share, subscribe cho kênh YouTube chính thức của công ty cổ phần Unidux. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo.